trước khi gì lại nhìn mời nói em sorry là xin lỗi ông đó, please you buy lottery for me là mua giấy số giùm gì, every boy every old là tôi già tôi nghèo lắm ông có thể mua giúp giùm tôi vậy đó. Rồi nó hỏi gì á, where you live là nhà gì ở đâu, gì xe gì nói là I don't have house nothing, every boy I know buy house, no buy house, tao nghèo lắm không thể nào tao mua nhà được. Nói là trong cuộc đời của gì gì cứ giờ lại trời lại Phật niệm trời lại Phật cho gì ngủ đêm sáng ngày gì đi luôn rất là em đẹp là gì mừng rồi. Nói gì nói thiệt chứ con, cái gì già rồi đó con, nghĩ cái gì nữa mà ước mơ cái gì nữa con, giàu sang cái gì. Dạ Bùi Hồ xin chào tất cả cô bác quý anh chị ạ, đã quay trở lại với video clip của Bùi Hồ. Thì hôm nay tiếp tục theo cái hành trình gông gũi, Bùi Hồ đang có mặt tại phố đi bộ Bùi Viện, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, để quay về cái hoàn cảnh của cụ Kim Anh, người mà bán vé số nói tiếng Anh một cách lưu loát ở trên phố đi bộ phố Tây như thế này. Thì phố, đặc biệt của phố đi bộ Bùi Viện thì người Tây rất là nhiều, cụ thì rất là gành tiếng Tây để mời họ mua vé số. Hôm nay tìm đến đây để gặp cụ. Dạ, con chào cụ. Dạ. Ủa, hôm nay cụ sáng giờ cụ có đi bán vé số chưa? Dạ có, đi bán rồi, vì mới lấy vé số mới ngày mai nè. Dạ. Dạ dạ, năm nay là bao nhiêu tuổi rồi bà? 80 mấy tuổi rồi. 80 mấy tuổi. Bà, đây là cái nơi này là nhà của bà hả? Không, cái này là gì ở tạm, ở đậu với chủ nhà này nè, cho vợ đỡ cái hẻm này. Tối gì chạy cái ghế gì ngủ, cái gì không có nhà con ơi, gì khổ lắm. À tối tối gì Kim Anh kia gì ngủ ở đây. Ờ, gì chạy cái ghế đây gì ngủ nè, một lần gì mướn nhà đây rồi chủ nhà người ta lấy ta bán rồi, rồi giờ gì không có chỗ ở, gì ở nhờ chủ nhà mới lô vô đó. Dạ. Gì ở nhờ cái hẻm này nè, rồi tối gì chạy gì ngủ, rồi sáng gì đi bán, gì đi bán gì mới về nè. Vì con cũng hên đó. Dạ vậy hiện nay gì ở với ai? Gì ở có mình mà, con mình có thằng cháu mà nó té trên gác một lần ở bên này nè. Dạ. Té trúng cục tập tạ là chấn thương sọ não, cái bác sĩ biểu mổ 50 triệu, vì không có tiền chứ nó bị tâm thần đó con, cái đem vô nhà thương 10 ngày đóng 3,2 triệu, xong cái nó về có nửa tháng sau đi mất, nay 7 tháng rồi con. À cháu có gì vợ bỏ đi mất gì? Rồi bao nhiêu tuổi rồi vậy? Nay nó 28 tuổi rồi. Hiện nay là gì chỉ có ở một mình thôi gì? Hàng ngày dì bán vé số này lâu chưa dì? Dì bán vé số hôm nay 14, 15, 46 năm rồi, giải phóng vô tới giờ. Dạ. Hiện nay dì bán mỗi một ngày được bao nhiêu tờ? Một ngày dì bán 50 tờ, bán ít lắm dì đi không nổi. Đi dì đi xe được hai cái chân gì nó đau lắm, nó sưng hai cái đầu gối này, rồi con mắt dì bây giờ nó bị cùm nước á, nó mờ dì không có thấy đường. Bây giờ con nói chuyện với dì á thì dì nghe tiếng nói thôi, chứ còn dì không thấy mặt mày con làm sao hết. Mắt bây giờ không thấy đường con ơi, bác sĩ nó mổ là về đuôi luôn. Mổ không được luôn. Ta cho giấy gì đi mổ. Rồi cái việc đó gì đi đường thì chỉ thấy mờ mờ thôi. Thấy mờ mờ thôi. Dạ. Vì đi tránh vô đường vậy thôi, vậy cùng đi xe đụng đó.
con gãy cổ. Lúc đây trước đây về con những gãy tay. Trời ơi, gãy tay có gì đây hả? Gãy tay giờ quẹo cũ lắm rồi. Không băng, có băng, băng được. Nhưng mà nó không liền lạc cái xương tại vì già quá rồi. Nó không cứ khớp nó không dính nhau á. Như là tuổi trẻ nó khác rồi mình già nó khác. Là từ thời sau giải phóng giờ là gì ở đây luôn? Vì ở đây luôn. Trước đây thì gì mướn nhà? Giải phóng gì cũng ở đây luôn. Vì ở đây để coi 56 năm. 56 năm. Vì ở là hồi gì? Bây giờ gì 8 tuổi thì có gì đó ha. Là 88 tuổi. Em mờ đó gì đi làm sở Mỹ gì sinh sục hết 6 tuổi. Còn hiện giờ gì có 82 tuổi. Làm cái là có 82. À lúc trước đây khi chưa về giải phóng này gì làm cho Mỹ? Vì làm gì, vì làm gì cho người Mỹ? Chị em cho nó vậy đó. Cái gì bắt đầu gì đi bán búa xua luôn, bánh tét rồi chả lụa rồi gì bán tùm lum hết đó con ơi. Cái sao gì đi hết nổi cái gì bán cái số nó nhẹ nhàng. Đó gì đi tới giờ bán cái số 45 năm rồi. Gì thường bán ở những cái tuyến đường nào hay gì? Gì đi tùm lum hết nhưng mà tuyến đường là gì được bán ở dưới Cô Giang nhiều hơn. Dưới Bù Diện nè. Hai tuyến đường là gì đi nhiều nhất. Trước đây thì dì nói tiếng Anh rất là thông thạo hả dì? Trước đây mà khi mà... Trước đây thì dì nói thông thạo nhưng mà giờ cũng quên nhiều rồi con ơi. Dạ. Không nhớ hẳn nhiều. Dạ. Không nhớ hết thôi. Ủa, cậu ở Đồng Tháp hả? Dạ đúng rồi, con ở Đồng Tháp. Rồi lên Long An rồi. Con mới lên đây, con có nghe để dì, để con tìm dì. Dì bán một ngày, dì 50 tờ, dì về thì... Lời được có 60 ngàn. 60 ngàn? Được 120. Dạ, coi như bao nhiêu chi phí đó có đủ cho dì sinh sống không? Đâu có đủ, con nhờ bà con như là Mạnh Thường Quân á, giúp đỡ cho dì người dài 30, năm 30 vậy đó. Dạ. Dì gom rồi dì ăn, dì uống, dì mua thuốc, dì uống. Đó, vậy đó. Nhưng bây giờ dì đâu có mướn nhà, đâu có tống tiền nhà. Người chủ nhà này cho dì ở đây á, thành ra dì đỡ cái tiền nhà. Đó. Nhưng mà còn thằng cháu dì á, dì phải nuôi nó, giờ nó đi mất tiêu rồi. Dì khổ lắm con ơi. Tài sản của dì bây giờ là một cái ghế bố. Dì chả có cái gì hết. Bằng hai bàn tay trắng dì chỉ có cái mình không. Khi mà nhà nước kêu dì đi vô dưỡng lão ở. Nhưng mà dì nói là trời ơi, vô dưỡng lão dì lớp nào nhớ cháu rồi lớp nào buồn bã đủ thứ đó con ơi. Dì muốn tự do mình dì. Đó là nên dì chưa đi. Nhiều người Mạnh Thường Quân thương dì lắm. Nhiều người biểu gì đi lên nhà thờ ở, chùa ở, đủ nơi hết. Nhưng mà nhà nước cho gì một tháng 380. Tiền già á con? Dạ. Mỗi tháng cho gì 380. Đó, vậy đó. Rồi gì không có chồng con hay gì? Gì hồi đó có gia đình nhưng mà ông xã gì có vợ bé thôi rồi. Nhưng mà gì thì giờ gì có một thằng con trai 6 mấy tuổi rồi. Nhưng mà nó ở bên vợ nó. Dạ. Nhưng mà cũng phải con của dì, con của người chị của dì. Dì nuôi nó chứ không phải là con là con nuôi. Con nuôi. Vậy là mà. Dì ở với ông, dì ở dưới... Ở dưới cậu đó hả? Dạ. Không? Dạ. Dì không có ở, tại vì nó ở bên vợ, nó dì ở tạm nơi đây thôi. Dạ. Khi nào mà dì chết, dì hiến xác rồi. Khi nào dì chết, nhà nước đem dì đi thiêu đốt dục, đâu dục, dì chối với nhà nước rằng là khi nào dì chết rồi thiêu dục với sông cũng được. Không cần mà thờ phượng gì hết. Cuộc đời của dì tiêu tan theo mây gió rồi con ơi, không còn nghĩ gì nữa. Dạ, những cái việc mà bán vé số mà nói chuyện bằng tiếng Anh bây giờ dì có thể giao tiếp được nhiều với những người nước ngoài không dì? Cũng biết ít ít thôi con. Ví dụ bây giờ dì mời nó, trước khi dì lại dì mời nó, I'm sorry là xin lỗi ông. Đó, please you buy lottery for me là mua vé số giùm dì. Every boy, every old là tôi già, tôi nghèo lắm. Ông có thể mua giúp giùm tôi vậy đó. Dì nói ít ít thôi. Rồi nhiều ông mua giúp gì, nhiều gì ông cho tiền gì nữa. Ví dụ nó mua gì 5 tờ, nó cho gì 5 tờ. Cái kỳ đó Mỹ nó mua gì 10 tờ. Nó cho gì 10 tờ, cho gì 100. Cái nó hỏi tại sao dì già rồi mà phải đi bán như vậy. Mà không con cái không nuôi gì mới trả lời với nó là dì già nhưng mà I don't have baby ná tiền. I don't have husband ná tiền. Không có gì hết, là một thân một mình thôi. Dì nói vậy đó. Rồi cái nó vô mạng, nó chụp hình ghiêu nào, dì đâu có biết, dì đâu có thấy đường. Dạ. Dì không có thấy đường. Khi mà
mấy người phóng viên đó, họ lại họ phỏng vấn gì thì gì cũng chả biết gì hết, không thấy đường. Rồi có mấy cậu phóng viên đó cũng giúp đỡ cho gì người 500, 200 vậy đó, để gì xài vậy đó. Ê, xong chút xíu nữa con sẽ mua bà một giúp cho dì một ít vé số và gửi cho dì một ít tiền. Dạ, dì cũng đỡ ơn cậu, chính dạ. Cảm ơn cậu. Nhưng mà vé trời cho cậu trúng độc đắc đi. Dạ, ước bây giờ ước mơ của dì là ước mơ lớn nhất của dì là gì hay gì? Ước mơ lớn nhất của dì bây giờ dì già rồi dì cũng không ước mơ gì nữa con ơi. Dì bây giờ dì muốn cái chết cho nó yên thân vậy thôi. Cái gì không muốn ham giàu sang phú quý gì nữa. Dì già rồi không còn nghĩ cái gì nữa hết. Đó là trong cuộc đời của dì, dì cứ giờ lại trời lại Phật niệm trời lại Phật cho dì ngủ đêm sáng ngày. Dì đi luôn rất là êm đẹp là dì mừng rồi. Bởi vì nói thiệt với con vậy. Cái gì già rồi đó con nghĩ cái gì nữa mà ước mơ cái gì nữa con. Giàu sang phú quý gì nữa. Không có ham gì nữa hết đó con. Giờ dì cứ làm sao dì chết chắc êm đẹp. Nằm ngủ lên sáng ngày vậy thôi. Rồi cái nhà nước em về yêu đốt gì dục đâu chứ. Cái gì không còn hy vọng gì nữa hết. Dạ. Cuộc đời vậy tới đây là hết rồi, chị không có nghĩ gì nữa. Cuộc đời có gì quá lận đận. Rất là khổ. Có chồng cũng như không rồi. Không có gì bé thì với người khổ lắm. Cái này thì khổ lắm. Vì khổ từ nhỏ tới lớn không ơi. Năm 15 tuổi vì để ở đợ nó thì cái con lại cuộc đời gì nó khai cho con nghe. Con không có để nhưng mà con tìm con thấy con được biết là dì bán ở Bùi Viện với Phạm Ngũ Lão thôi. Dì thì con nghe một số người nói là dì đang dì ngồi ở đường Bùi Viện này. Dạ sáng thì dì đi bán dọc theo cái con đường này hay gì? Sáng thì đi bán dọc con đường này với Bùi Viện với cô Giang. Dì, trong hai đường. Là ba đường đều là của người Tây hết, người Tây thường vô đây. Người Tây. Dạ. Mua giúp giùm dì đó. Dì ơi, nếu như mà con không hỏi không hiểu như thế này, khi mà người Tây người ta hỏi những cái câu chuyện ngoài lề ngoài bán vé số ra đó, dì có thể trả lời được nghe được hết không? Cũng có thể ít thôi. Ví dụ giờ nó hỏi gì tại sao mà bà già rồi bà phải đi bán vé số vậy, con bà không nuôi bà có con gì, mà trả lời là I am sorry, mà tôi xin lỗi ông. I too old là dì già quá. Everybody là dì rất nghèo. I no have money. I take a luxury ego sell meat money. Buy something eat, buy anything drink. I be sick, nghĩa là dì bán tất cả lấy tiền để mua thuốc uống, mua ăn cơm đồ này kia vậy đó. Cái ổng trả lời, ổng nói là đồng nghiệp gì này kia. Rồi nó nói nó hỏi là giúp đỡ là cho gì gì nói là tí đi du lát giúp còn đi tí ti money ok nó sợ mà ông có thể giúp cho tôi chút đỉnh tiền cũng được mà không có sức cũng được nói vậy cái tiền nó cho năm quân 10 tờ nó cho gì 100-200 vậy đó. Dạ. Đó gì cũng cảm ơn nó vậy mà nó chụp hình gì quay phim gì đâu có biết. Ví dụ như người đó hỏi cái nơi ở của gì hiện nay ở đâu thì gì sẽ trả lời tiếng Anh như thế nào? Rồi nó hỏi gì á, quê du lưu là nhà gì ở đâu, gì nói là I know have house nothing available, I know buy house, tao nghèo lắm không thể nào tao mua nhà được. I stay here, I sleep outside same board here, keep me stay here sleep night here. Gì trả lời nó ha, 254 là 254 á, dạ. Gì ở ngay đường hẻm này, tao với gì ngủ ở đây, gì không có nhà. Vì trả lời như thế vậy. Dạ. Nó cũng hỏi gì á, là có thể thích cái gì không? Vì nói bây giờ anh vì trả lời như con hồi nãy vậy đó. I'm too old, no lack, nói tiền. Giờ ta không thích gì á, I lack die, vì thích chết thôi. Cái gì bây giờ già rồi, không thích cái gì nữa hết. Vì trả lời như con hồi nãy vậy. Dạ. Đó. Ôi, sáng nay dì đã ăn sáng chưa? Dì ăn rồi con. Dạ. Bây giờ dì nói thiệt với con, không còn vui sướng gì nữa hết. Bây giờ dì không còn muốn gì nữa. Dì cầu nguyện cho dì á, một đêm dì nằm dì ngủ suốt cuộc đời dì giải vậy thôi. Chứ dì không hy vọng gì nữa. Dạ rồi con, dì cũng hy vọng con. Dạ.
mắt thì mở không thấy đường, chân thì què, còn còn nghĩ cái gì nữa, giờ nghĩ cái chết là sướng hơn đó, là không còn nghĩ gì nữa, nhiều gì nữa thì con nói nhiều cái gì ý xong ghê con, nhiều nhiều cái gì muốn không thích sống trên đời này để báo nhà nước, báo mình thường quân, chẳng hạn bị nhảy xong chết trước chứ rồi, nhưng mà chưa đủ can đảm, con biết không? Có gì phải cố gắng gì, gì sống quãng đời còn lại đến đâu thì hay đến đó gì ơi. Gì chưa đủ thân đại. Dạ. Chứ gì đủ thân đại. Con mong gì luôn lạc quan, gì không có gì cứ sống cái cuộc sống an vui tự tại của mình. Dạ. Gì đừng có suy nghĩ nhiều lúc nó bế tắc quá, nó làm cho cái tư tưởng của gì nó bị tù túng đi. Con mong gì sống luôn lạc quan, như thế này có đến đâu thì hay đến đó. Hay gì ha. Dạ.